Vâng, mời quý vị và các bạn cùng khám phá chiếc xe Toyota Avanza nhé. Bản này màu đen này, mọi người có thể ngắm ngoại thất xem là có phù hợp với mệnh của mình không, hay là sở thích của mình không ạ. Đây, tất cả bên hông. Chiếc xe này thì Tuấn đang chuẩn bị giao cho khách hàng rồi ạ. Hiện tại Tuấn đang quay là bản số tự động với giá là 598 triệu, còn bản số sàn là 558 triệu đồng, chưa bao gồm giảm giá từ đại lý ạ. Gương thì cũng đã được tích hợp gương auto này, và chúng ta sẽ có cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cách ngang khi lùi phía sau rồi. Rồi, đây nội thất cho quý anh chị có thể xem. Thật sự là một nội thất bên trong là màu đen rồi, rất bền. Nói chung là quả tô tàm. Tại ở đây tôi có này, đèn nổi engine startup này, chế độ, và có sao điều hòa có chế độ max cool này, làm mát rất nhanh. Chúng ta có màn hình giải trí 9 inch kết nối vào Android Auto và Apple CarPlay, rất thuận tiện rồi. Trên vô lăng đã được tích hợp những nút phím bấm giảm thao tác cho quý vị và các bạn. Chiếc này thì chúng quý vị và các bạn mà tầm tiền lăn bánh tầm khoảng 600, hơn 600 thì tuyệt vời. Mua đi về đi gia đình, hoặc là có thể là tùy quý anh chị mua bản số sàn để chạy kết hợp dịch vụ. Rất rộng như trên chiếc xe này. Hiện tại bên Tuấn dán phim và tặng camera hành trình cho quý vị các bạn này, và cả trải sàn da nữa. Về thì cơ bản quý anh chị chỉ phải đi thôi, không cần phải làm gì nữa. Góc nhìn rất thoáng, góc chữ A rồi.